Dạ rồi, em chào chị gái nha. Dạ. Chị gái cho em xin phép được hỏi chị gái tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em tên Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, đến từ Tân Hiệp, Hóc Môn. Dạ, hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ ở Thanh Hải giúp đỡ chị vụ việc gì? Tôi nhờ đội hiệp sĩ anh Hải là tìm con về giùm. Tìm con đúng không ạ? Dạ. Con gái nhà mình tên là gì hả chị? Trần Thị Thanh Hiền. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi ạ? 23 tuổi. 23 tuổi. Bé bỏ nhà đi ngày nào? Bỏ nhà ngày đi ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật tuần này đúng không ạ? Tuần dạ. Vừa rồi đúng không? Dạ. Là dạ. Ngày 18. Dạ dạ. Hôm nay là ngày 20 rồi. Dạ. Dạ. Em xin phép mời chị chia sẻ chi tiết sự việc con gái nhà mình bỏ đi như thế nào. Em mời chị. Con gái có chồng bên Trung Quốc, về bên Trung Quốc ở rồi thiếu cái mộc visa một để về đóng mộc visa một, rồi nó về nó trốn, nó bỏ chồng nó đi. Mà tôi thương chồng nó lắm, thấy nó bỏ chồng nó đi thấy tội nghiệp chịu không nổi, tôi buồn quá, tôi muốn tự vẫn tôi chết luôn. Vậy là con gái nhà mình lấy chồng Trung Quốc. Lấy lâu chưa chị? Cưới này được tháng mấy rồi? Cưới ngày 7 tháng 5. Ngày 7 tháng 5, hôm nay là ngày 20 tháng 6 rồi. Dạ, nhưng mà về bên Trung Quốc là mới cưới nay khoảng 2-3 bữa. Là có về bên Trung Quốc chưa? Về bên Trung Quốc ở được 1 tháng sau rồi, đám cưới bên Trung Quốc luôn rồi. Và lần này thì quay lại Việt Nam để mà làm gì nữa? Để làm giấy tờ visa 1 nó mới ở bển được. Tại vì ở bên đó nó khó. Là phần hai vợ chồng phải cần về Việt Nam, ba về Việt Nam để đóng visa 1 rồi vợ mới ở bển được. Bữa hổm có về bển ở là nghe nói là bị phạt hết mấy trăm ngàn gì đó. Vậy là khi con gái nhà mình lấy chồng Trung Quốc và sang bên nhà chồng ở Trung Quốc ở được hơn 1 tháng. Dạ. Và vì giấy tờ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ nên quyết định bay về Việt Nam. Dạ. Để mà làm cho giấy tờ đầy đủ để sang mới ở được bên Trung Quốc đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà khi về tới Việt Nam thì con gái nhà mình đã cao chạy xa bay. Dạ. Bỏ trốn. Dạ. Chị có biết nguyên nhân chính, lý do chính tại sao con gái nhà mình bỏ trốn không? Dạ không, tại vì chắc nghĩ là nó ở bển thì bữa hổm vợ chồng nó có nói qua nói lại gì á, rồi nó nói là chồng nó quơ tay ly nước tạt kêu mặt nó, thì nó chỉ nói vậy thôi. Ai nói với chị? Là con gái nói. Con gái ha, khi mà con gái qua Trung Quốc ở được hơn 1 tháng bên nhà chồng ấy. Dạ. Về có tâm sự gì với chị không? Dạ, bên nhà chồng đối xử tốt với nó lắm, thương nó, thương yêu. Sao nó. Chị biết đối xử tốt? Tại vì mỗi lần điện thoại video qua là đã thấy như là nó ngủ dậy thì tới trưa 11, 12 giờ dậy. Đó là điện thoại video chị thấy thôi chứ, đó là chị thấy thôi. Qua hình ảnh, qua điện thoại, qua video thôi. Dạ. Chị có yếu tố nào để chị khẳng định rằng chồng, tức là con rể của chị bên Trung Quốc là tốt không, đối xử tốt với con gái mình không? Dạ có, thấy tại vì nó về đây nó ở, khi mà về đây ở đám cưới thì ở cũng lâu lâu, nhưng mà thấy là bản tánh của con rể rất là hiền, rất là dễ thương. Thì trước mặt chị thì phải thể hiện là người điềm đạm dễ thương thôi, chứ chẳng lẽ trước mặt chị mà lại thái độ này kia thì đâu có được. Em hỏi này, cái cuộc tình này chị làm mai hay là con gái mình tự quên? Con gái tự nguyện lấy. Em hỏi là con gái tự quen biết chồng Trung Quốc hay là nhà mình làm mai? Là nói chung là cái chị mà đi làm chung. Chị để tấm hình nghiêng cái đầu về trước bị chá bóng đèn hả? Dạ đúng rồi, chị để thật, dạ thấp xuống xíu. Thấp cái xíu chị xíu mà đi làm chung hai mẹ con là cái chị đó cũng biết là cái hiền này, tại vì có đi làm chung là chị đó mần mai rồi nó đồng ý, nó chịu lấy chồng bên Trung Quốc. Thậm chí tôi không chịu luôn. Tôi chị nào? Chị đó, chị làm mai cho con gái nhà mình là bạn của ai? Là bạn của tôi, với là bạn như là làm chung công ty của con gái luôn. Dạ. Con gái biết người đó luôn. Dạ, làm mai, là mở lời làm mai với chị. Dạ. Sao cái người đấy lại biết được cái người Trung Quốc đấy để làm mai? Tại vì cái người đó là có hai đứa cháu chồng là bên Việt Nam, là có chồng về Trung Quốc là cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi cái hai đứa cháu gái đó mới điện về hỏi là thím sáu,
Mợ Sáu, mợ Sáu có quen ai bên Việt Nam thì mận mai cho thằng 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 em con. Thì thằng chồng của con gái á là tất nhiên là bạn của chồng của hai đứa bên Việt Nam, mà nó có chồng về Trung Quốc á là chơi chung thân cận giữa chỗ quen biết đó. Rồi cái hai đứa đó là nó mới mận mai nó điện về cho thím Sáu nó, rồi thím Sáu nó mới làm chung tôi với con gái tôi, rồi thím Sáu nó Cái mới mận mai. cô mà làm chung với chị á, làm mai cái người đấy có được hưởng phúc lợi gì không nếu như cái cuộc làm mai này thành công? À, cái đó thì tôi cũng không biết Tại rõ sao mình nữa, không biết? tại vì cái đó là thật sự là không biết. Nhưng mà Khi mà cái người bạn của chị nói là làm mai con gái lấy chồng Trung Quốc, cái người làm mai đấy nói những gì với chị? Nếu lấy chồng Trung Quốc, con gái nhà mình sẽ được gì và gia đình nhà mình sẽ được gì? thì nói chung là chị này bằng mai nói là chỉ là đưa cho gia đình nhà của chị 100 triệu, nhưng mà 100 triệu đó là tổ chức làm đám cưới, với lại khi mà con gái mà cái ngày mà đi qua bển, ngày mà bay về Trung Quốc á, là con gái cũng có trốn một lần, rồi có trốn một lần là đi tìm lại, rồi quỷ vé máy bay hết hết bốn người, cho nên là chị phải đưa tiền lại 20 mấy triệu để mua vé máy bay đi 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 lại đợt hai. Vậy là trước kia một cái ngày chuẩn bị bay về Trung Quốc để làm đám cưới đúng không ạ, Dạ. là con gái mình cũng đã từng trốn một lần rồi Dạ. đúng không ạ? Lần đấy là làm kết hôn chưa? Hồi đó là như là ở bên Việt Nam đây là con gái đi ra xã làm giấy độc thân, rồi giấy tờ hộ chiếu visa đồ Nhưng mà làm lúc đấy chưa có xong. làm giấy kết hôn gì đúng không ạ? Dạ chưa. Con gái bỏ trốn được bao nhiêu ngày? Bỏ trốn chỉ có một ngày một à. Rồi con gái ai tìm được hay là con gái tự về? Là gia đình đi tìm về, là nói chung là con gái bỏ đi như là tối đi, là qua sáng hôm sau là gia đình đi tìm về. Về con gái có nói lý do vì sao bỏ trốn không? Dạ không. Không ha. Lý do là như là con gái đi uống cà phê pháo với bạn bè thì Cho em hỏi này, con gái nhà mình hiện tại năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? 23 tuổi. 23 tuổi. Bé, trước khi lấy chồng Trung Quốc đã có người yêu chưa? Có bạn trai chưa? Có. Có rồi đúng không? Có nhưng mà cũng chia tay rồi. Chia tay. Sao chị biết là chia tay? Tại vì nó nói mẹ bây giờ con muốn lấy chồng Trung Quốc thì giờ con chia tay bạn con, với lại nói chung là bạn nó cũng bỏ nó trước luôn. Ai là người về đầu tiên nói với bé là để cho bé lấy chồng Trung Quốc, chị hay là bà Mai? Là bà Mai Bà trực Mai tiếp. qua nhà mình ha, Dạ. nói với bé ha, Dạ. nói với bé rằng là lấy chồng Trung Quốc thì sẽ được một cái phúc lợi rất là lớn. Cái thứ nhất như chị vừa chia sẻ đúng không ạ, là sẽ bên nhà trai sẽ cho chị 100 triệu đúng không ạ, còn gì nữa không chị ha? Dạ không. Không ha, và lấy bên đó sẽ được sung sướng Dạ đúng không đúng ạ, rồi. ăn ngon mặc đẹp Dạ. sung sướng không phải vất vả Dạ đúng rồi. đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà chị có tin vào điều đấy không? Không, chị không tin vào điều đấy, nhưng mà có cái là chị thấy là thằng rể nó hiền quá, cho Thấy, nên đó là chị thấy đó thôi. là chị thấy trước mắt vậy thôi. Chị gặp và tiếp xúc được bao lâu rồi? Chắc cũng được cả tháng. 1 tháng thì làm sao mà biết được cái gì được. Vậy là chính vì cái lúc đấy con gái nhà mình cũng là cái lúc mà chia tay với bạn trai đúng không ạ, để mà lấy chồng Trung Quốc. Theo như chị, bản thân chị làm mẹ thì con gái mình lấy chồng Trung Quốc vì lý do gì? Có bị ép không? Không, không ép, là tự động con gái tình nguyện chứ không ép. Hay là vì thương cha thương mẹ? Phải Không, không? không, chị nghĩ là con gái này không thương cha thương mẹ luôn. Không thương cha Nhưng thương mẹ luôn không á. thương cha thương mẹ, nhưng mà chị Vì nhìn chứ vì điều gì? Hay là vì muốn lấy chồng Trung Quốc để được giàu có sung sướng? theo chị nghĩ là con gái muốn lấy chồng Trung Quốc á là tại vì muốn hả, tại vì con gái cũng có người yêu, nhưng mà người yêu mới vừa bỏ chia tay, chắc theo chị nghĩ là con gái buồn cũng muốn là lấy chồng Trung Quốc để đám cưới đại như vậy đó, rồi xong rồi bây giờ chắc con gái hối hận cho nên gái không muốn về Trung Quốc Phải ở không? nữa Phải không? đó. Thì chị nghĩ như vậy, chị biết được như vậy thôi. Chị có dám khẳng định với tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả bà con, ông bà, cô bác, cô chú, chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước là gia đình nhà mình không có ép buộc con gái lấy chồng Trung Quốc Dạ. vì một cái lợi nhuận nào đó không? Có Dạ, chắc không ạ? chắc. Bởi vì trước đây, cách đây ít ngày thôi,
cũng có một trường hợp về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ, tức là gia đình ở Đồng Nai nhờ giúp đỡ vụ việc tìm con. Nhưng mà khi câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà con gái, đích thân con gái, anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã tìm được bé về đây và cả gia đình đối chứng và đối chất, thì cái sự thật nó lại phơi bày. Không, ở đây chị xin cam đoan là chị không ép gả con gái bên Trung Quốc để lợi lộc gì cho bản thân hoặc là gia đình hết. Nếu như sự thật, chị nói không sự thật á, mà chị tự động mà ép gả bắt buộc để con gái mà lấy chồng Trung Quốc để cho có lợi lộc cho gia đình á, là ra đường chị đảm bảo là xe cán chị chết, banh hay chị chết, chị dám lấy cái tính mạng chị ra. Không, chị mình không nói chuyện, mình không nói những cái từ nhạy cảm gớm mồm ha. Thì đây là cái cuộc trò chuyện thì em đang tâm sự với chị thôi. Tại vì thật sự đây là một câu chuyện tiếp theo mà đội sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, nên em muốn ngay cái thời điểm ban đầu, ngay cái lúc ban đầu, em muốn câu chuyện được gọi là sự thật chứ không phải là bao che giấu giếm điều gì hết. Đúng rồi. Chị có suy nghĩ tới rằng nếu như con gái mình lấy chồng Trung Quốc, lỡ như người chồng không thương, qua bên đấy con gái sẽ khổ hơn gấp nhiều lần ở Việt Nam, chị có suy nghĩ tới điều đấy không? Có, chị suy nghĩ luôn. Chị suy nghĩ thậm chí á, là bên chồng Trung Quốc nó là chuyển cho nó 10 triệu là để ăn uống rồi làm giấy tờ để cho khỏe mạnh rồi để làm đám cưới qua bển. Chị đi đầu này đầu kia đầu nọ là chị em bà chồng sớm bà con hỏi hết chuyện gả ai, gả chồng Trung Quốc, gả chồng Trung Quốc cho nó rồi qua bển nó bán, nó giết, nó đập, nó chém này nọ kia chết rồi hả. Ví dụ như gả đây nghèo khổ thì cũng còn thấy mặt con, rồi gả con về bển lỡ có gì làm sao thấy mặt con. Mà thì mà em thắc mắc một điều ha, tại sao năm nay là năm 2023 rồi còn làm mai làm mối, tình yêu phải để cho đôi lứa tự xuất phát từ con tim yêu nhau. Thì là chị mà đặc biệt hơn nữa, Việt Nam đâu thiếu gì đàn ông đâu, rất nhiều Việt Nam đầy trai đẹp luôn. Chị hiểu là nó ở đây nó cũng rất có bạn bè, cũng có bạn bè, cũng có bồ, cũng có bạn trai, nhưng mà là bạn trai nó chắc mới vừa bỏ nó cho nên nó buồn á, cho nên nó nghe người bạn bè làm chung nói như vậy rồi tự nó đồng ý, chứ chị không ép gả gì, thậm chí chị sợ luôn. Bởi vì chị không đồng ý đám cái đám cưới này. Ông xã của chị khi mà cái chuyện này xảy ra thì ông xã của chị có phản ứng gì không? Thì ông xã cũng là nói chung là thương thằng rể thì thấy buồn, thấy tức cho con mình thôi, tại vì con mình là dạng như ngang đầu cứng cổ. Khi mà làm đám cưới ở Việt Nam làm lớn không ạ? Làm chỉ có 13 bàn. 13 bàn bên Trung Quốc những ai qua? Bên Trung Quốc là chỉ là thằng em trai của chú rể, em trai mà em trai bạn gì của chú rể qua, rồi với lại chú rể với chú rể nữa là hai, với lại cái bé Hạnh người Mằng Mai người Mằng Mai nữa là ba người, là bên Trung Quốc là ba người qua, nhưng mà ở bên Việt Nam là cũng có mấy người nữa là nên qua cũng một bàn. À, là mình làm ở Việt Nam, ở làm ở quê nhà mình là ở Hóc Môn, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng ạ, mình là dân gốc ở đấy hay là dạ, sao? Dân gốc luôn. Dân gốc ha. Và tới giờ phút này thì không biết được cái tung tích thông tin của con gái nhà mình đi đâu. Bởi vì lần đầu tiên như chị nói là ra sân bay đúng không ạ? Dạ. Ra sân bay thì bé cũng đã bỏ trốn một lần. Đúng không? Không, trốn ở nhà. Trốn ở nhà trước khi ra sân bay. Dạ. Chuẩn bị bay là bé. Và cuối cùng chị phải mua lại vé máy bay. Dạ. Khi đi đấy thì mình đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Dạ. Chỉ còn chờ ngày, chỉ gọi là chờ giờ ra để mà bay. Dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà thì em cũng trốn một lần. Dạ. Và lần này thì lần thứ hai, lần này đặc biệt hơn nữa. Là lần này đã qua bên Trung Quốc và ở hơn một tháng trời. Yeah. Đúng không ạ? Và về có chia sẻ với chị rằng là chồng, tức là con rể của chị, có dùng cái ly hát nước, đúng không? Yeah. Như chị chia sẻ. Chị có hỏi con gái của mình rằng qua bên đấy sướng hay khổ? Có hỏi nó là nó nói qua bển sướng, mẹ chồng không cho làm lụng gì hết. Ngủ tới 11, 12 giờ dậy là đã cơm nước má chồng nấu xong má chồng vô phòng kêu ra ăn, còn không chịu ra. Sướng vậy cơ. Nếu mà sướng vậy sao con gái nhà mình bỏ đi, trốn đi, hay là con gái nhà mình không yêu? Chắc nghĩ là theo chị nghĩ có yêu không? Theo chị nghĩ là con gái không yêu chồng. Không yêu ha. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì con gái nhà mình đã làm giấy tờ hết rồi, hợp pháp hết rồi, đăng ký kết hôn. Dạ. Tức là chính thức làm chồng làm vợ rồi. Dạ. Và bây giờ bỏ đi như thế này rồi, bên bên con rể của chị có phản hồi phản ứng gì không?
chỉ là con rể biết rồi thôi, nhưng mà là bên cha mẹ Trung Quốc là chưa ai biết Con luôn. rể của chị có nói gì với chị không? Thì con rể buồn, con Có rể nói buồn gì không? có nói là không hiểu tại sao mà vợ lại bỏ đi như thế Nói này. đi là qua phiên dịch hay là biết nói tiếng Việt? Nói tiếng Việt được chút ít, với lại Ồ. thường là bấm điện thoại qua là tiếng Trung Quốc là nó dịch ra Dịch tiếng qua Việt tiếng cho Việt. mình coi, còn Dạ. mình nói tiếng Việt á thì mình dịch qua tiếng Trung Quốc cho nó coi được. Theo chị nghĩ con gái nhà mình không yêu đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ con gái nhà mình gọi là bỏ trốn vì không muốn tiếp tục cuộc tình này, và Dạ đặc biệt dạ không muốn sang Trung Quốc dạ để ở cùng với lại chồng bên Trung Quốc dạ nữa, đúng mà muốn ở chính quê hương của mình, nơi dạ mà mình sinh ra. dạ Và có lẽ rằng con gái của chị muốn cái tình yêu đích thật, tình yêu từ con tim chứ không phải là làm mai làm mối. dạ Nếu thật sự mà con gái của chị mà không muốn qua đấy nữa mà muốn ở Việt Nam thì bây giờ chị sẽ xử lý cái chuyện này như thế nào? Thì bây giờ nếu như con gái mà không muốn ở bên Việt Nam á thì con gái cũng phải về nhà nói chuyện với chồng con gái. Bây giờ không muốn bay ở Trung Quốc nữa thì phải về nói chuyện với chồng rõ ràng, rồi tiền vàng của thằng rể phải trả cho nó để nó có tiền để mua vé máy bay về để nó ở đây. Con rể bây giờ đang ở đây. Dạ con Sao hôm rể nay đang không ở dẫn lên đây. đây? Dạ tại xa quá, nãy đi với lại con rể lớn, chị thì chị không có biết đường đi cho Xa nên. gì, chị ở Hóc Môn, nhiều cô chú anh chị ở tút tận Cà Mau ngoài Bắc còn vào đây Dạ mà. tại vì nói chung là chị chữ nghĩa chị không có biết cho nên chị không có biết đường Dạ. đi, nên là nhờ thằng rể lớn nó ấy lên Google là nó chở chị đi. Bây giờ nếu như chị muốn chở rể đi qua đây luôn được không, để điện kêu người nhà chở qua khoảng chừng không tới nửa tiếng. Thôi bây giờ đang nói chuyện, để tí là trở qua để cho con rể cung cấp thêm thông tin. Gặp sau nha. Bởi vì có rất nhiều cô chú anh chị, như chị thấy nhiều không ạ? Ngoài kia nhiều cô chú anh chị chờ không? Rất nhiều đúng không ạ? Nếu thật sự con gái của chị xem được cái video này mà quay trở về và nói rằng lấy chồng Trung Quốc chỉ để thương mẹ cha, báo hiếu cho mẹ cha, hoặc là cha mẹ gia đình ép buộc nên đành lòng câm nín chấp nhận, chịu đựng để mà lấy, thì lúc đó thì mọi chuyện sẽ khác chị ha. Lúc đó chị sẽ có tự câu trả lời với con thôi ha. Và nếu như con gái xem được video này và quay trở về và không muốn qua Trung Quốc nữa, Thì chị vẫn chấp nhận, chấp nhưng nhận mà ha. ý là chị muốn là để về nói chuyện với chồng rõ ràng. Bây giờ không thương người ta nữa, không muốn lấy người ta, không ở với người ta thì phải về nói chuyện chồng rõ ràng, rồi Dạ. vàng vàng cưới của người ta cho là phải trả cho người Ngày ta. đi là ngày chủ nhật, tức là ngày 18. Đi là con gái mang theo những gì? Con gái mang theo là một đôi bông vàng y của cưới, Dạ. rồi một cọng dây chuyền cưới, Dạ. rồi một cặp nhẫn cưới, rồi hơn nữa là chị mua cho một chiếc lắc vàng 18 độ khoảng 10 triệu. Tổng cộng là bao nhiêu vàng ạ? Là nghe nói là vàng như là đeo bông, chiếc nhẫn, cặp nhẫn, đeo đeo là ba chiếc nhẫn đeo bông cộng dây chuyền chiếc lắc, rồi cầm đi độ khoảng là hai mấy ba chục triệu. Hai mấy ba chục triệu. Khi đi có đem theo quần áo gì không? Không, đi mặc có một bộ Không. đồ lửng Có thôi, đem theo điện thoại không? có điện thoại, Gia đình nhà mình có liên lạc được không? không liên lạc Không ạ. được. Vậy là con gái nhà mình đã gọi là lên kế hoạch rồi, không chịu đựng được nữa Đúng rồi. đúng đúng Con gái nhà mình không thể gọi là suy nghĩ trong đầu, không thể tiếp tục qua Trung Quốc để mà sống cuộc đời như vậy được, nên quyết định bỏ trốn. Nhưng mà con gái là không có thương cha mẹ đâu, Tại sao chị lại nói con gái mình không thương cha mẹ? tại Lý do vì gì? chị biết là con gái không thương cha mẹ là lý do là như là cái lúc mà cưới xong á, thì ở bên mấy người mằng mai nói cưới xong mà con gái bỏ trốn á, là bên bên tôi là phải đền tiền cho họ, Đền bao nhiêu? là đưa ý là đưa đưa tôi chỉ có 100 triệu, nhưng mà còn tiền này tiền nọ kia Mình đã thì đền rồi hả? không không chưa có đền, tại vì con gái bây giờ mới trốn cho nên chưa có đền, cho nên với lại hơn nữa là tôi là bệnh hoạn dữ lắm luôn Bây giờ mà. em hỏi này, nếu con gái nhà mình trốn không về, không tìm được, thì nhà mình bên gia đình con rể nhà mình ấy, bên Trung Quốc ấy, bắt nhà chị đền bao nhiêu? Cái đó là ở bên đó là người ta chưa có bắt buộc gì Chưa hết, bắt ha. nhưng mà chỉ có người mằng mai nói Người như làm mai vậy. nói ha. Cái người làm mai này em nói thật luôn với chị luôn. Cái người làm mai khi mà làm mai thành công con gái nhà mình cho người Trung Quốc
người đó được hưởng cái phúc lợi rất là lớn. Dạ, tại vì em cũng có nghe nói. Theo chị nghĩ là được bao nhiêu tiền? Em nghe thằng rể nói là hỏi vợ nó là như là đám cưới là bên bên người mằng mai là để xính lễ qua qua bao nhiêu, là vợ con gái nói là 100 triệu, nhưng mà là cái hỏi là 100 triệu quy ra bao nhiêu tiền của Trung Quốc, là cái thằng em của chú rể mới tính ra là 100 triệu của Việt Nam là ra tiền Trung Quốc nó rất là ít, là ở bên đàn trai nghe nói là để tiền xính lễ qua gần 600 triệu. Gần 600 triệu tiền Việt Nam hả? Nhưng mà tới tay mình chỉ có 100 triệu. Gần tiền Việt Nam hả? Dạ. Còn như là bà kia bà lấy hết, bà hốt hết rồi. À, thì giờ ai hốt thì chị không biết. Thấy không? Bây giờ chị thấy chưa? Bây giờ em nói thẳng luôn này. Không riêng gì chị mà em có đôi lời này em gửi tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Làm ơn tôn trọng quyền quyết định của con cái đi. Không, chị rất là không tôn... em đang chia sẻ. Làm ơn tôn trọng quyền quyết định của con gái, đừng vì một cái lợi nhuận, đừng vì một cái đồng tiền trước mắt mà bắt con cái phải đánh đổi cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân. Rồi sau này cuộc đời của con cái như thế nào? Em hy vọng cái video lần trước, cái video lần này, hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị hãy lan tỏa mạnh mẽ để cho tất cả các bậc phụ huynh đã và đang có ý định cho con gái lấy chồng Trung Quốc hãy xem và nhìn nhận lại mọi vấn đề. Và đặc biệt hơn nữa là có đôi lời muốn gửi tới những bà mai, những bà mai bà mối chuyên làm mai làm mối cho các em gái lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, nước ngoài ấy. Thì mấy bà nói chung là sống phải có một cái tâm một tí đi, đừng vì cái lợi nhuận trước mắt mà gọi là lừa lọc để rồi làm cho cuộc đời thanh xuân con cái con gái nhà người ta gọi là gặp nhiều cái sự cố đau buồn trong cuộc đời. Em nói thật, bản thân em không thích mấy người làm mai làm mối. Bởi vì họ làm mai họ chỉ biết cái lợi cho bản thân họ thôi. Như chị vừa chia sẻ, 600 triệu mà gia đình nhà chị chỉ được có 100 triệu. Nghe nói là nghe nói là gần 500 triệu. Gần 600 triệu. Rồi em cho là 500 đi ha. 500 triệu đi mà bản thân gia đình nhà chị chỉ có 1 triệu thôi. À 100 triệu thôi. Còn 400 triệu đi đâu? Vào túi bà đấy thôi. Còn bây giờ em nói đơn giản là bà mai đấy, bà không cần biết. Không cần biết con nhà mình qua đấy sướng hay khổ, bị đánh hay không bị đánh, kệ. Mày bị đánh thế nào kệ mày. Tiền vô túi tao, tính vô túi của tao, hay là tao biết mọi chuyện xong, còn mọi chuyện của mày tự mày tính, tao không quan tâm. Cứ tiền vô túi tao tính sao cho tiền vô túi của tao ấy. Đó là sự thật. Nhưng em hy vọng cái video này các bậc làm cha làm mẹ hãy xem xét và nhìn nhận lại nhiều vấn đề. Nhưng mà chị cũng chia sẻ là như là chị không ép con chị. Dạ. Là tự nguyện. Dạ. Nó tự nguyện nó. Dạ. Nó dạ. Cưới người Trung Quốc thôi chứ chị không ép nó. Thậm chí chú rể hỏi là chị hai gia đình là có ai ép gả để cho vợ em cưới em không, chị hai trả lời là không, tự hả vợ em quyết định là cưới em thôi chứ gia đình không ép gả. Hy vọng rằng qua cái câu chuyện của chị, hy vọng rằng con gái nếu bé có xem được cái video này, thấy mẹ của bé lên đây về đây nhờ đội chị Thanh Hải đi tìm bé, thì hy vọng rằng bé đủ tỉnh táo nhận thức để mà sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Như mẹ bé cũng đã chia sẻ rằng chỉ cần bé về không yêu không qua đấy nữa thì về giải quyết giấy tờ rõ ràng và đền bù tiền xính lễ, tiền người ta cho trả lại cho bên đàn trai, và sẽ tôn trọng quyền quyết định của bé. Nên hy vọng rằng em hãy sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Nếu cô chú anh chị có thấy em trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên cũng như đưa em về để đoàn tụ cùng với mẹ và cùng có cái cách cái hướng để mà giải quyết. Đúng không ạ? Một lần nữa thì trên cái video này chị có điều gì chị muốn nhắn gửi với con gái của chị không? Em mời chị. Giờ tôi cũng nhắn gửi mẹ, cũng nhắn gửi con á, bây giờ con không thương chồng con thì con không đồng ý ở với chồng con, thì con cứ về nhà, con phải về nhà gấp để hả nói chuyện với chồng con rõ ràng, xong rồi vàng của chồng con trả cho nó, rồi hả tiền của nó con phải trả tiền cho nó để nó có tiền mua vé về máy bay. Hiện giờ là nó cũng chưa cho mẹ nó biết nữa, cho nên hả nó buồn lắm. Bây giờ hả con hả phải quay về liền đi chứ con đừng có trốn đi như vậy, tội nó lắm.
Mẹ thấy nó hiền lắm chứ nó không phải mà nó đâu phải gì mà nó đánh đập con hay là nó như thế nào thì con bỏ nó thì mẹ không không nói, nhưng mà mẹ thấy là nó mẹ tiếp xúc với nó mẹ thấy nó hiền mà nó cũng thương con lắm, thì nó cũng đang trông chờ con thì con về đi rồi, rồi con muốn đi không đi qua bển nữa thì hả về nói với nó một lần để cho nó biết nó hiểu. Dạ rồi, cái sự việc của chị thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên mạng xã hội nhanh nhất có thể. Và toàn bộ sự việc câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, Nếu có gì sai trái tôi chịu hoàn toàn với pháp luật. trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Dạ đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, chị có đồng ý không? Dạ khi tìm được rồi thì gửi xuống. Dạ. Cái video này là một cái lời cảnh tình, cảnh giác, truyền tải thông điệp tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ và tất cả các bậc con cái, và đặc biệt hơn nữa là tất cả những gia đình mà đã và đang có ý định làm mai hoặc là gả con cho chồng Trung Quốc, để chồng Đài Loan, chồng nước ngoài, nói chung là chồng nước ngoài xem để mà nhìn nhận về nhiều vấn đề, về nhiều góc phía hơn. Dạ, một lần nữa đội sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chân thành cảm ơn chị và chúc cho chị gia đình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui. Bé sẽ quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất. Dạ, em cũng xin phép chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em xin chào và xin hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.